Thảo Ngân xin kính chào quý vị thính giả đã đến với podcast của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Tháng 12 đã về thật rồi, cái lạnh cũng đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của con tim. Vào những ngày cuối năm, mọi người đều có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn, kèm theo đó là một chút cảm giác nuối tiếc, nhưng cũng có gì đó như thôi thúc chẳng thể hiểu được. Với mình, thời gian cuối năm chính là lúc mình gói ghém và nhớ lại những gì đã diễn ra trong một năm qua, rồi nghĩ về những dự định trong năm mới. Cầm một tách cà phê nóng và chậm rãi tự hỏi, năm qua mình đã làm gì? Khi một vòng tuần hoàn lại sắp khép lại, một năm 2023 chuẩn bị qua đi, thì hãy sống chậm lại một chút để gói gọn cảm xúc của cả một năm hỉ nộ ái ố. Cảm giác của những ngày cuối năm, ai cũng hối hả cập dập, xen lẫn cảm xúc rạo rực vui sướng khi sắp chào đón một năm mới. Thông điệp đầu tiên mà Ngân muốn các bạn lắng nghe, đó là hãy hành động trước khi quá muộn. Vì sao mình lại nói như vậy? Có lẽ 365 ngày là dài cho chúng ta thực hiện những dự định, nhưng vẫn sẽ là không đủ nếu mình không bắt tay ngay thực hiện những dự định ấy. Mình có đọc ở đâu đó một câu chuyện như thế này. Có một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng cho mẹ mình. Mẹ của ông ở cách xa đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang ngồi khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái đó có sao không? Cô trả lời, cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ, nhưng cháu chỉ có 75 sen, còn hoa hồng thì đến tận 2 đô la. Người đàn ông mỉm cười và nói, đi với chú sẽ mua cho cháu một bông hồng. Khi họ rời khỏi đó, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của cô. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại, người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đem bông hoa ấy đặt lên một ngôi mộ sạch sẽ. Sau khoảnh khắc đó, người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe thẳng về nhà của mẹ. Ngôi nhà cách ấy hơn 200 dặm đường đi. Nhưng cuộc gặp gỡ của cô gái đã cho ông hiểu rằng nếu hôm nay ông không đến thì có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến gặp mẹ nữa. Cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn yêu quý. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả. Và trong thời khắc chuẩn bị kết thúc một năm, còn chần chờ gì nữa mà chúng mình không xách vali lên rồi về nhà. Thông điệp thứ hai mà Ngân muốn các bạn lắng nghe, đó là hãy gói lại những điều phiền não và gạt chúng đi. Theo bạn, con người có nên sợ hãi, lo lắng hay phiền não không? Trong kinh Phật có một câu chuyện như thế này. Tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên. Tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ mà học tập. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông nhưng không được. Lão hòa thượng đã cõng cô gái ấy qua sông. Cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất. Tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc, sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế? Nhưng cậu ta không dám hỏi và cứ thế đi mãi được 20 dặm. Cuối cùng cậu ta thực sự không kìm được lòng rồi hỏi sư phụ, chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông như vậy? Sư phụ điềm đạm nói, ta đã bỏ cô ấy xuống bên bờ sông rồi, còn ngươi thì đã cõng cô ấy 20 dặm vẫn chưa bỏ xuống. Lời nói của hòa thượng đầy thiện ý, hàm chứa trong đó chính là nghệ thuật nhân sinh. Ven đường nhìn thấy vô vàn cảnh đẹp, trải qua biết bao những gập ghềnh khó khăn. Nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua, mang theo tất cả những khổ đau đã gặp, thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa nhiều phiền não. Sẵn sàng buông bỏ là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và an nhiên đối mặt nhẹ nhàng với cuộc sống. Cuộc sống thì không bao giờ đi lùi, nên bạn đừng mãi nuối tiếc về quá khứ. Tiếc nuối không cứu vãn được những điều đã qua mà chỉ làm bạn thêm dằn vặt.
Bạn cũng không nên so sánh mình với bất kỳ ai khác, bởi mỗi người sẽ có những con đường riêng, những cách thực hiện khác nhau và mỗi người một cuộc sống. Và thông điệp cuối cùng mà chúng mình hãy nhớ trong thời khắc chuẩn bị kết thúc một năm đầy bận rộn, đó là hãy yêu bản thân mình nhiều hơn tất thảy. Chẳng phải tự nhiên mà người ta vẫn thường khuyên rằng mỗi người chúng ta ai cũng nên tự biết yêu bản thân mình nhiều hơn. Bởi khi đã tự biết yêu bản thân mình trước tiên thì mọi điều tốt đẹp xung quanh sẽ tự đi vào quỹ đạo của nó. Bạn có biết rằng không phải ai trong chúng ta cũng đều hiểu rõ bản thân mình. Chúng ta thường được dạy dỗ rằng phải yêu thương người khác, nhưng lại quên mất rằng có một người rất cần sự yêu thương và chăm sóc hàng ngày. Đó là chính mình. Hãy lắng nghe những cảm xúc của mình, hiểu đâu là điểm yếu, là thế mạnh. Đâu là cách mình phản ứng khi gặp chuyện buồn vui hay khi mình nói chuyện tương tác với mọi người. Khi hiểu được bản thân, mình cũng biết cách tiết chế và làm chủ tốt hơn trong mọi tình huống của cuộc sống. Và tất nhiên, khi đó bạn cũng ít khi phải hối hận về những giây phút ngông cuồng hay chót lỡ dại. Biết người, biết ta, chăm trận, chăm thắng. Hiểu bản thân trước, rồi hiểu người, hiểu đời bạn nhé. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó tận hưởng hiện tại bởi vì chúng ta đã quá bận rộn với quá khứ đã qua và lo lắng cho tương lai chưa đến. Mặc dù học hỏi từ quá khứ và lập kế hoạch cho tương lai có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích, nhưng hãy cố gắng đảm bảo rằng bạn đang dành phần lớn thời gian của mình để tập trung vào việc tận hưởng hiện tại. Đặc biệt, hãy cố gắng buông bỏ những điều khiến bản thân hối tiếc. Hãy nhớ rằng quá bận tâm về những hối tiếc sẽ không thay đổi được những gì đã xảy ra. Nó sẽ chỉ hủy hoại hạnh phúc hiện tại của bạn mà thôi. Hãy sửa đổi và cố gắng học hỏi từ những sai lầm của chính mình, sau đó để chúng qua đi. Và thay vào đó, hãy dành sức lực của mình để tạo ra một cuộc sống mà mình yêu thích ở hiện tại. Chuyên gia tâm lý Tuệ An cho rằng, yêu thương chính bản thân mình bao gồm việc bạn yêu thương cả cơ thể lẫn tâm hồn. Nếu như tâm hồn là gốc rễ, là nơi ẩn chứa những tâm tư, nghĩ suy, thì cơ thể lại là ngôi nhà, là nơi an trú của tâm hồn, là phương tiện để bạn trải nghiệm thế giới muôn vẻ, muôn sắc ngoài kia. Học cách yêu thương chính mình là một câu chuyện tưởng dễ mà lại chẳng dễ chút nào. Bởi lẽ không chỉ đơn thuần là yêu thương, đó còn là sự ý thức về giá trị của bản thân, sự trân trọng dành cho cơ thể, sự lắng nghe những lời thì thầm của tâm hồn và sự chăm sóc dành cho chính tâm hồn ấy. Hy vọng những thông điệp của Ngân sẽ giúp cho các bạn có một ngày cuối năm thật nhẹ nhàng. Một năm sắp qua đi rồi, bạn cứ vững vàng và sải bước trên con đường của chính mình trong tương lai nhé. Tới đây, podcast của báo Sức Khỏe và Đời Sống tối nay đã kết thúc rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.